birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hát hay quá, tôi lặp lại lần nữa đi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hay là hát thử trong tông cao được. Happy birthday America. Trời ơi, đừng nhúc nhích. Đúng là hôm nay bà con ăn lễ sao rồi? Tụi tôi giờ ăn lễ sớm nè. Nói tiếng Việt chứ không nói tiếng Anh. Hôm nay chơi sang, dám uống rượu luôn. Tại vì có Thái bay từ New Jersey qua. Thái hiểu tại sao mà Thái bỏ cái xứ Florida rồi. Tại vì bị cá sấu quá hả? Ngày giờ hết thời ở dưới này. Không đi kiếm thời ở chỗ khác. Ủa vậy hả? Nhưng mà một con người thường thường là cái thời nó được bao lâu? Người ta nói cái thời tới 10 năm lận mà. Chứ sao đây mới ở đây mà hết thời này chứ hả? Sao mà hao tổn nguyên khí lẹ vậy? Kiếm phước quá nên mình chưa được đi kiếm phước lại. Bỏ ổ về New Jersey. Bỏ ổ về hưởng. Nhưng mà New Jersey vui không? New Jersey lỡ này vui lắm luôn. New Jersey mà lỡ này là đốt pháo bông ở chỗ mà Manhattan. Không, đốt pháo bông cái gì tượng cái tượng lửa thần tự do. Lửa thần tự do là lớn luôn đó, vừa New York vừa New Jersey, vừa đẹp luôn. Wow. Thôi happy nước Mỹ, happy birthday nước Mỹ nha. Và happy lễ 4th July tới cả nhà. Trời trời nó thơm. Sao mặt mày nhăn dữ vậy? Uống hơi nặng. Nhưng mà uống rượu nó ngon mà, uống rượu nó bằng tư thế mặt nó nhăn nhăn hay gì á. Hôm nay không biết là có ai đốt pháo bông ở trong sớm là đốt pháo bông này, đốt pháo rầm rầm đó, nhưng mà ngày mai chính phủ mới ngày mai chính phủ mới đốt, nhưng mà giờ người ta có trước, ta đốt trước. Đốt trước rồi. Trời cả tuần này đó cả nhà, cuối tuần này nè, ở bên Chicago là có cái lịch đua xe đúng không? Rồi đã gì bị lụt. Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy bị lụt. Mưa tầm tã luôn. Mưa mới có ngày rưỡi thôi à, má đã bị lụt. Đâu có đâu, mưa có một ngày thôi mà buổi sáng nó làm thấy trước cửa tiệm supply là nó nước ngập luôn. Wow, rồi xe mà không biết là xe mà người ta chạy qua nửa xe luôn đó cả nhà, không biết là bảo hiểm nó có đời hay không ta. Mà bộ lỗi rồi cho nên người ta không có chịu coi video hay sao, đang đốt pháo bông hay gì, không ai coi livestream của tôi chân gì trời. Nhưng mà cũng nhiều hơn em like. À, mà làm như là livestream mà nó cũng bị ảnh hưởng với nền kinh tế nữa hay gì á. Nó cũng lên xuống nha. Tiền không coi hả? Ai biết vậy? Livestream mà nó cũng bị ế nữa đó. Còn ba hồi thì nó lên, ba hồi nó xuống. Cũng giống như là hôm nay nè, các con chó nó cũng lên. Mà bây giờ nghĩ là chơi cổ phiếu là không cần phải chơi chơi gì các con chó, hay là cũng không cần chơi mấy cái thương hiệu như Tesla, Amazon nữa. Nên mua cổ phiếu của tương ớt hiệu con gà đi. Trời nó lên nhưng mà giật mắt dễ sợ, có bữa lên 90, có bữa lên 120, có bữa thụt xuống còn 60 vậy. Hồi nãy có người nhắn tin qua nói mua được cái tương ớt hiệu con gà ở đâu mà là 42 đồng. 42 đồng gì? Một chai đó. 100 đồng một chai anh, chưa đi bay kìa. Thì bởi vì mà trong cái đó là tương ớt đó, hồi xưa là chỉ có mấy đồng bạc thôi à. Mà bây giờ nó nhảy lên tới mấy chục mấy trăm đồng. Cả nhà có bị khô hàng về tương ớt hiệu con gà không cả nhà? Ủa mà làm như hôm nay là neo làm ngon lắm phải không? Trước kỳ lễ mà. Ngon không? Ngon chứ, bữa nay là ngon đó. Rồi chắc... Bởi supply ít khách. Chắc là bà... Trời, nhắc tới hôm nay tự nhiên tình mà cáo đen rồi, cầm dây chuyền thấy người mình sang quá. Thích quá. Trời ơi, dạng thiệt đó nha. Dạng thiệt, trời đeo được người mình sang. Dạng thiệt, của rồi à, em cũng có ăn cộng nè. Nhưng mà nó có sang bằng cái vàng. Sao sang, tại vàng ý đây nè. Đó thì là ý nó mới không sang, còn vàng này vàng khè. Cho nên nó mới sang. Quan tâm là cái vàng này vàng khè nó gì đúng, nó sang chứ sao không sang. Tuần tới này không biết cả nhà có ai đi Las Vegas không? Tụi tôi đang gặp nhau ở Chicago, nhưng mà hai đứa tụi tôi là đang bàn chuyện cho sắp sửa tuần tới đi Vegas đây. Tuần tới đi Vegas là có show Cosmo Neil và cái hội trường Cosmo Prof. Cosmo Prof hay là Cosmo Neil? Cosmo Prof. Proof? Prof. Prof. Cosmo Prof. Yeah. Nhưng mà sao thấy Neil Việt Nam không vậy? Thấy Việt Nam không à? Thì nail là Việt Nam nhưng mà cũng có nail Mỹ nữa chứ bộ. Nó đâu riêng. Cosmo Prof có nghĩa là beauty convention. Nó không có riêng nail, nó là facial, tóc, tai, cái gì đẹp là vô hết. Nhưng mà Việt Nam mình không có vô mấy cái xứ kia. Việt Nam mình lũi vô chụp cái trang nail thôi. Bỏ quá trời Việt Nam luôn. Mà năm nay là rơi vào giữa tuần nữa chứ. Mà tôi nói hả, cái Vegas tuần tới là chắc là nhộn nhịp đây. Tại vì có quá trời show văn nghệ luôn.
có hình như là 3-4 show văn nghệ cùng một lúc với nhau, hình như là có trong vũ trường Thao, rồi còn có là bên cái khách sạn gì của mùa hè rực rỡ, rồi ở sau lưng có cái poster đây nè, đây là Flame là ở trong Hotel Venetian. Vậy có đi không? Có đi coi không? Đi. Đi cái nào? Nhiều quá vậy, đi cái nào? Đi hết. Mỗi chỗ ghen chút. Chứ đằng nào đi Vegas mình cũng mặc đồ đẹp rồi, mắc gì mà đi đúng không? Đúng rồi. Mặc đồ đẹp thì lúc nào cũng đi. Thì Vegas là có kiểu đó thôi. Là vui mình... là đi thôi. Không phải là ngoại trừ cái vui ra mà lên Vegas là làm như là cái chỗ để cho mình... Gặp gỡ. Không phải gặp gỡ, là để mình chỗ mình khoe của hay gì. Ai cũng giống như đi khoe của ai cũng đeo lên, mà không phải chỉ cái vàng không mà còn có như là LV, Chanel, Hermes rồi các kiểu. Nhưng mà nó cũng đúng thôi, bởi vì cái chỗ đó chỗ sang chảnh, không lẽ giờ mình mặc đồ nghèo nghèo vô làm cái gì vậy? Mà rồi. Ở nhà tủ quần áo ai cũng có nhiều bóp hiệu, ai cũng có nhiều quần áo, thôi ta mang ra đó người ta khoe cho nó sướng, mà đó nó cũng an toàn nữa. Ừ. Đi cảm thấy nó đúng rồi. Mùa vậy là tuần tới em định mặc mấy bộ đồ. Tại sao sao hỏi tự nhiên cái cửa bất ngờ vậy? Sáng một bộ, tối một bộ. Dạ. Yeah. Vậy thôi chứ cần gì một đó. Ngày mặc hai bộ. Hai bộ, bộ buổi sáng là bộ đi làm. À, làm có nghĩa là mặc đồ cho nó chuyên nghiệp chút xíu. Chuyên nghiệp xíu. Rồi tối thì bắt đầu mới bung lụa. Bung lụa, mặc sao cho nó dễ bung. Dễ. Mặc đồ cho dễ bung hả? Dễ bung cho nó dễ lên. Cho nó bung nút, cho nó bung quần. Mình tân 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 này nó cũng dễ, không có đứt nút đâu. À mà không nhận đi Vegas không có gì xứng bằng là đi club với nhậu á. Yeah. Nhậu ở Vegas mình có cảm giác giống như là an toàn. Nó an toàn. An toàn, mình biết là mình đi ra rồi mình sẽ lủi vô chiếc xe rồi mình đi về nhà. Nhưng mà nếu mà mình xỉn rồi không biết là vũ trường nó có đưa mình về nhà không ta? Nó có phục vụ đó không? Nó có ẩm mình về lên hotel giùm không? Không đâu, nó cho mình nằm club đó thôi. Nó không ẩm mình lên hotel giùm hả? Mình đâu có ở đó đâu, mình ẩm mình lên. Chừng nào mình ở đó đó mình nói ok, mình tác phẩm này nó dắt lên, không có ai dắt lên đâu. Trời đứng ra là một cái thành phố sang chảnh gì nó có phục vụ đó chứ. Ví dụ như bây giờ mình vô không, thường thường mấy thằng giàu không đi một mình á, nó đi hai ba đứa luôn, không đi cái bầy luôn rồi. Chắc, nó chắc ngu tì theo. Nó có quắc, nó tự nhiên có hai đứa hai bên kéo nó về. Không phải mấy đứa là gái. Ai nói mấy cái chuyện đó đây? Ai nói mấy chuyện đây? Nhưng mà thì đúng không? Đi ghép ta đi ta còn ta đi nhóm mà đi nhóm mà nếu mà không có ai mà tự nhiên thấy đi mình lẻ tẻ đi vô đó. Mấy cái đứa một mình là mấy cái đứa thua bài đó. Đâu có điều một mình, mấy đứa thua bài đâu có điều một mình chứ, ngoại trừ là ta đi ta phải có bạn đúng không? Đúng không? Mà nếu mà Vegas vậy là nhậu xỉn mình vô mình nói trước đi. Thí dụ như nói bây giờ tao nhậu trong cái tiệm của bay sướng quá, nhưng mà ráng để ý nha, tao ở khách sạn này phòng tao số mấy, khi mà tao mà xỉn quá cần câu rồi mày nhớ mày đưa người khi tao đi. Nhiều người không ai làm vậy đâu, quá cho nhiều người. Nhưng mà mình nhận những giao, trời ơi mình nói là tao làm néo. Mình giao tự động có người đi theo rồi. Thôi đúng. Mà công nhận khi mà có tiền về Vegas quýnh bài rồi á, tự nhiên mình cảm thấy giống như là mình rất là gì ta, được ưu đãi ghê á. Xong bài cho khách sạn, cho vé văn nghệ luôn. Cho ăn luôn. Cho ăn rồi còn cho vé đi coi show nữa. Nhưng mà đâu phải là ai cũng được đâu, người ta phải chơi là nhiều tiền. Chứ bây giờ lẽ mình đổi 50 đô mà đâu có cho mình. Đâu ghê, không có, nó tính theo cái tiền mình xài. Nhưng mà thí dụ như mình vô mình hỏi được không? Thí dụ như bây giờ nó chứ trước khi vô ngồi trên bài xong nó có cái show văn nghệ đằng sau lưng này là Flame. Tao muốn đi coi Flame. Tao đổi ra bao nhiêu tiền thì mới được. Nó check coi trong đó mình có bao nhiêu điểm. Ồ vậy hả? Nó có điểm, tại vì một cái vé nó đổi ra là bao nhiêu điểm. Nó có theo đúng điểm. Nhưng mà ai biết được, nó muốn nó thấy mặt mình sang, nó muốn dụ mình chơi lâu không, thì không. Thì mình có thể nói trước, tao mới vừa bay tới, nhưng mà tao đi coi show Flame trước đã. Rồi sau đó tao vô đây là tao sẽ dàn với tụi bay, thì bây giờ mình làm ơn mày cho tao cái giấy coi trước đi. Nó là phải 3 tuổi rồi mà gạt nó. Đúng rồi, vì cái nó cũng khôn lắm, sức mấy mà mình gạt nó được ta. Mày đưa tiền tao chơi trước đi. Không, mình mua vé đi. Nhưng mà Flame nó cũng có bán vé mà. Có nhiều cái show nó không bán vé, thí dụ như là cái show gì mà Forever Young đó trong Club Town hình như là không bán vé. Em nghe nói cũng không bán vé đó, mà em nghe nói là show đó là đặc biệt là Open Bar. Open Bar là sao, là uống rượu miễn phí hả? Uống thoải mái. Nhưng mà tiền theo rượu chứ, bây giờ uống rượu mà rượu mắc tiền quá là club đó cũng lỗ tới bà nội, nó sức mấy mình để cho. Thì rượu là mixed drink thôi, em nghĩ nó có một cái menu gì đó rồi mình chọn cái đó. Chứ nãy giờ vô kêu Louis XIII làm gì mà nó đãi. Đâu ra. Đúng rồi. Cái tiền ước mơ.
thì mình có thể yêu cầu mà coi thử coi cái show nó có ủng hộ hay không thôi. Nhưng mà Forever Young là show đó là show club. Còn Flame mới là show ngồi xuống coi theater. Như Flame là như là có Nguyễn Thắng, có Nguyễn Thắng, có Cao Thái Sơn với có Bảo Anh rồi có Hương Trà không? Có không? Có. Có không? Có không? Nhưng mà quan tâm là đi chơi. Nhớ đi chơi, mấy đứa đi chơi. Nhìn nhìn nó mặt đây, đây rồi, đây, đây, đây giống Hương Trần. Không biết phải đâu, hay là qua Mỹ ốm xuống. Ờ, mà sao lấy ăn là không phải thì mình xin lỗi. Chứ tôi kể quan trọng là đi chơi cho vui là được rồi. Đi chơi cho vui là được rồi, chứ hơi đâu mà yêu cầu quá. Tại đằng nào mình vô đó mình cũng uống, mình cũng tân. Quan trọng là mình chỉ gặp chụp hình selfie. Bà con nào mà có đi không, nhớ hẹn hò tụi tôi với. À mà anh nhớ cũng đúng, năm ngoái anh đi chứ anh đâu nhớ ai hát đâu. Ủa vậy hả? Nhậu. Chỉ có hình thôi hả? Nhậu không có nghe ai hát không ạ? Không nghe ai hát vậy. Cứ ra vô. Cứ dập dìu hồi lại về. Nhưng mà cái đô nhậu của em cũng dữ lắm mà, sao em dễ xỉn vậy? Hồi phía giới tụi nhậu ghê lắm. Vậy hả? Mở mắt ra là nhậu rồi. Không có. Không phải chứ, tại vì em hít bụi neo. Nên vết đâu có làm gì nhiều đâu. Thì trong đó em hít ly quịch đó thì nó cũng đã nồng rồi, nó xây sẵn rồi. Rồi chỉ cần vô đẩy hai ly rượu nữa là quá cần câu thôi. Uống nhiều, vô uống nhiều. Rồi năm nay là em dự trù là em sẽ làm gì trong cái Vegas này, có đi đâu chơi hay có làm gì không? Làm gì vui là em làm. Đi sắm vàng rồi gì không? Rồi sắm vàng, ta đi New York, rồi đi Cali. Công nhận New York bán nhiều vàng thì New York có khu gọi là cái phố bán vàng. Hộp xoàng. Xoàng, hộp xoàng. Chứ bán vàng là Phú Tàu thôi. Nó Phú Tàu nó từng tiệm xa xa. À. Khi mà em gọi cái phố bán vàng là nó liền tù tì. Nó liền tù tì và nó tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, nó nguyên một cái block đường đó là trụ sở bán vàng. Nhưng mà bây giờ tự nhiên ở New Jersey mà lướt qua New York thấy sợ thế bà. Tại vì đâu sợ. Nhưng mà chui qua cái lô Holland là biết bao nhiêu tiền rồi, bây giờ nó tăng lên 16 đồng. Một chui qua 22 đồng. Chui qua cái hầm thôi là 22. Rồi còn chưa tính tiền parking nữa chi. Parking 60-65 đồng. Vậy là sơ tính 100 đồng tiền ngu rồi đó, chưa tính tiền xăng. Vậy là bị bắt á, còn chừng 101-103, chỉ có muốn đi New York thôi là mất 101-102. Ôi trời ơi. Vậy mà nhà ông ba bảnh mỗi tuần đi chợ thôi đó. Đi chợ thôi mà phải bắt 101 rồi. Chai là sao? Trời ơi. Thì chai là nó mắc nhưng mà lại đồ ăn chợ tươi. Rẻ tươi. Tươi, mà bán theo kiểu mà Việt Nam mình nó bày bán ngoài sạp. Đó, Việt Nam mình ta khoái nhớ kỷ niệm nên bấm mấy người đó đi vậy đó. Thì đúng là không có chỗ nào mà khu Việt Nam mình nó lạ như là cái khu Việt Nam ở New York, Chinatown. Anh thích nhất là cái mùi mà tạt nước cá ngoài đường đúng. Đó. Trời, nó thơm. Mấy cái tiệm bán cá và bán hải sản đó. Đồ bà con ra ngay trước. Nó cầm nguyên cả cái ơ mà nó chặt cá, nước cá tạt ra ngoài đường vậy đó. Trời, nghe cái mùi nó tăng tăng thẩm thẩm đó. Nhớ Việt Nam kinh khủng, giống như là trong mấy cái chợ Việt Nam. Chợ bò rồi đó. Giống như chợ Chùm Hổm rồi đó. Vô Chùm Bò, Bàn Cờ rồi đó. Là nghe mấy chợ, anh có biết mấy đâu. Ủa sao em rành Sài Gòn vậy? Tại mẹ đó mà. Em đẻ ở Sài Gòn hả? Em đẻ ở Sài Gòn ở quận 10 nên em biết Chùm Bò. Quận 10 là nằm gần quận 9 hả? Quận 3. Không, nằm gần quận 9 hay nằm gần quận 11? Không, tại cái số là cái số thôi, với Việt Nam cái số nó không có dính liền với nhau. Ủa gì kỳ vậy? Như quận nhất nó không phải là kế bên quận 2. Ủa chứ nó kế bên quận gì? Ai biết. Sao khó khăn quá. Khó khăn quá. Ủa sao ai sắp cái số nhưng mà lộn xộn chứ gì? Bởi vậy. Bây giờ quận 10 là nằm gần quận nào? Em chưa biết quận 10 kế quận 3. Ủa còn 7, cách 7 con số? Cách 7 con số, 7 con số liền. Bởi em chưa còn rưới quận nhất nó kế quận mấy ai biết. Lúc đó là em qua Mỹ rồi. Vậy là quận 10 là có chợ gì? Chợ Chùm Bò, chợ Bàn Cờ. Ủa sao gọi là chợ Chùm Bò cái thứ ghê vậy? Hồi xưa lần đầu tiên em mới nghe là chợ Chùm Bò. Em nghĩ hồi xưa nó là cái chỗ ba Chùm Bò. Bán bò, nuôi bò. Riết người ta quen miệng luôn. Nhưng mà chợ lớn không? Lớn nha, Chùm Bò lớn. Lần đầu tiên em mới nghe cái chợ Chùm Bò đó. Trời, nếu mà ở quận 10 là sẽ hay là giờ sẽ biết. Phố là sẽ biết. Giờ mới còn mà. Wow. Thôi nói chuyện xa vời quá, bây giờ nói chuyện về Vegas đi. Mà đi Vegas show năm nay không biết là có biết bao nhiêu là thương hiệu nail Việt Nam mình ta. Rất là nhiều thương hiệu nail vô trong đó. Có quay treo nè. Nghe đồn năm nay đó
tôi cũng sẽ cố gắng, tôi cũng sẽ tốn tiền, tôi tốn tiền mua cái giấy máy bay, rinh theo một người cameraman để cố tình quay cái hội chợ neo cho cả nhà coi. Nhưng mà để tôi ráng cố gắng, tôi đi nhiều chuyện từng quầy để coi thử người ta làm gì. Nhưng mà nghe đồn là show năm nay cực sốc, là bởi vì có nhiều cái thương hiệu người ta có những cái sản phẩm cực kỳ là mới đến nỗi mà không ai dám khai ra là cái gì luôn, là bởi vì muốn surprise trong cái show thôi. Bởi cho nên có nhiều cái line ra rất là đẹp, màu sắc, rồi nghe đó là dần chất lượng nó cũng là một cái cao cấp hơn. Bởi cho nên nhiều thương hiệu nào mà cái chỗ Vegas đó thật sự là không phải là chỉ có cái hội chợ neo, mà thật sự là cái chỗ đó chỗ khoe tài neo, người ta khoe sản phẩm của sản xuất của ngành làm đẹp, ngành làm đẹp không chỉ riêng làm neo, không, nhưng mà mình nói với này, neo của Việt Nam làm đấy, okay, đó là bởi nên chứ toàn là ta đi khoe thôi, cho nên là cái những cái sản phẩm nào mà nó ưu việt hoặc là những cái loại mà tốt nhất mới nhất thì người ta sẽ làm. Nói chung là cơ hội để giật mối. Dùng cái chữ gì mà ghê dữ hả, trời ơi làm gì đúng không. Nhưng năm nay đó thì nghe đồn có một cái thương hiệu cực kỳ lạ sẽ đem ra trình bày Las Vegas lần đầu tiên, đó là thương hiệu Anderton Vince. Thì Anderton Vince á, thì hồi nào giờ mình thấy là họ làm salon thôi, bởi vì họ có một cái chuỗi salon rất là lớn, các thành phố, các tiểu bang khác nhau. Và mà không hiểu lý do tại sao mà Anderton Vince này bây giờ họ lại target làm ra sản phẩm, thì cũng đang tò mò coi thử là sản phẩm của họ là như thế nào, họ target là dòng khách như thế nào. Nếu mà chắc mình nghĩ là nếu mà họ dùng cái sản phẩm để mà đưa vào trong cái tiệm nail, thì tất cả những người nail xài sản phẩm của Anderton Vinh thì có thể là làm sao làm, miễn cái tiệm nail của mình nó ra như Anderton Vinh là ngon rồi. Bởi vì nào giờ mình biết là mấy cái salon của Anderton Vinh nó toàn là 50-70 thợ không à, mà chỉ cần một cái tiệm nail mà 50-70 thợ là quá trời tiền rồi, còn gì nữa, rồi vẫy đùi. Ủa vậy hả? Một cái là đủ thôi. Chắc không đủ đâu. Thí dụ như bây giờ tiệm nail mà làm 1 triệu đô, một thu nhập 1 triệu đô thì chia hết 6-4 rồi, thu về còn có 400 ngàn, chứ nhiều chứ đâu có lấy được 900 ngàn. Nhưng mà mình đâu làm 1 triệu đô, 400 ngàn, 400 ngàn, rồi sau đó rồi còn phải trả tiền nhà, tiền supply rồi. Nhưng nữa. Mà tiệm nail mà 50-70 người đâu phải làm 1 triệu đô. Chắc làm 10 ta làm mấy triệu lần. Không, 1 triệu đô bình thường á là chắc khoảng chừng 15 thợ quá. 15 thợ là sẽ được ra 1 triệu rồi, hoặc là chỉ cần 12 thợ là ra 1 triệu rồi. Thì 12 thợ là 1 triệu, mà 50 thợ nhân lên năm, nhân 50-60 thợ, không nhân 4, vậy là ra 6-7 triệu hả? 6-7 triệu mà lấy anh chia 40% của 60 triệu là nhiêu triệu? 2 triệu mấy rồi. 6, mình lấy 4 hay 6? Mình lấy 4 chủ mà 2 triệu mấy. 2 triệu mấy rồi trả tiền nhà cho 400 ngàn, vậy mình thâu vô 2 triệu, 2 triệu chẳng. 2 triệu chẳng là nhiều lắm luôn á cả nhà. Một năm. Mà một nếu mà tiệm, nếu mà làm 10 năm, nếu mà 2 tiệm thì sao? Thì gấp đôi, gấp đôi lên. Bỏ hiện chiên ta chạy Lamborghini với Ferrari quá trời thôi. Happy birthday to America, happy birthday to America. Rượu mà nó uống như ực ực như nước trà vậy thiệt, khổ ghê luôn á. Thái kể chuyện neo bên New Jersey coi thử, coi cho bà con hiểu coi nó có khác nhau không. Khác khác như thế nào? Tiệm neo New Jersey có rất là nhiều cộng đồng người Mỹ, nó hình như nó nhiều hơn. Mới đọc được cái tin tức này mắc cười lắm nè. Ai đồn đó quên rồi, nói là ở New York tao đó, đúng rồi đó. Đó. Tao vô tiệm neo xin việc làm rồi đi thôi. Rồi kiếm cớ để thưa, có thiệt không trời? Không có ai rảnh gì đâu. Nhưng mà thí dụ như bây giờ kiếm cớ thưa là thường sao? Thí dụ như bây giờ người ta té, người ta gãy chân, gãy tay, hay có cái gì mới thưa? Chứ thưa gì? Thì em biết là thưa cái chuyện trả lương. Trả lương sao? Tại vì mình trả lương người ta coi là làm mấy giờ tới mấy giờ, hiểu không, này kia nọ. Rồi nhưng mà trả lương mà tính kiểu vậy á, cũng đâu có đúng đâu. Tại vì mình trả lương có trả tiền mặt trong nó mà. Nếu mà khai thì khai ra tiền mặt thôi chứ có gì đâu, đúng không? Có nghĩa là người ta làm neo đâu có trả lương thấp đâu, ăn chiên hồi ra cũng cả 1000 đồng mà. Tính ra giờ thì nó cũng ngon. Tính là giờ chưa bằng nha, tính thử đi. Sao chưa bằng? Tại vì tiệm neo nó đâu có tính cái tiền mặt vô đó. Thì mình khai ra chứ, mình đã trả tiền cho người ta mà, đã bị thưa rồi còn giấu gì nữa.
chứ không lẽ mình khai ra lại mình lại banh luôn, banh thêm đã banh rồi còn banh luôn nữa. Không, mình nói nhỏ đó thôi, vợ nhỏ đang để tao muốn trả tiền mặt kìa. Vì tao thì tại vì tao thiếu thợ nên tao phải nghe lời tao trả tiền mặt, nhưng mà tao có trả tiền cho nó mà. Thì mình khai ra vậy thôi chứ giờ sao, đã bị thưa rồi còn giấu. Nhưng mà thấy cũng hơi ớn quá ha. Thưa kiện, thưa qua, thưa lại chi chi trời. Mà nếu mà lỡ mà mình khai ra mình trả tiền tiền mặt tiền sao ta, chuyện gì sẽ xảy ra? Mình bị sở thuế xuống, bị phạt. Phạt thì cái đứa thưa nó cũng bị phạt thôi. Nó điều tra hết những cái tiệm luôn. Thì nó cũng phải thưa cái con kia luôn, cái con mà thưa nó đó. Con thợ thưa cũng phải bị luôn chứ. Bị gì? Bị sao, tại sao mày lấy tiền mặt mày không đóng thuế? Thì đóng thuế cả đôi bên đều đóng mà. Nó cùi vậy đâu sợ lỡ. Thì cũng đúng. Chỉ có mình 2 triệu mình mới sợ. chỉ có mình làm 1 năm 2 triệu mình mới sợ thôi, chứ bây giờ nó cười đâu sợ lỡ đâu. Bởi cái tình cảnh nó cũng hơi khó thiệt luôn á chứ. Ủa coi thử coi phone của em coi hồi nãy giờ ai có ai đâu có thấy được comment của ai đâu ta. Sorry mọi người nhá, hôm nay tụi tôi ăn lễ, bởi ăn lễ sớm quá cho nên giờ hơi tưng tưng rồi, mà tưng tưng không có muốn hát hò, không muốn làm gì, chân chỉ muốn lên đây tám với cả nhà cho vui thôi. Lên đây cũng ý là rủ ai đi Vegas để mình hẹn hò. Người nào đi Vegas, tôi ở area. Thấy ở đâu? Chưa biết. Ủa gì kỳ vậy trời? Hãng chưa nói cái gì biết. Ở area, người nào mà đang ở area hay là ai mà có đi show thì hẹn hò đi chung cho vui. Tôi sẽ định đi coi cái show Flame này nè, là ở trong Venetian. Bởi cho nên nếu mà hẹn hò thì gặp nhau đứng trước cửa đây, rồi xuống nhà đó mình vô mình la làng chung nó vui, nhậu cho nó vui. Ủa có ai vậy? Có ai không? Đó, đây này mới thấy, đây bây giờ mới thấy comment đây nè. Trời ơi, hello Emily, sợi dây chuyền đẹp quá, thấy chưa, tao nói nó sang mà. Nhưng mà sợi chuyền của Hùng đúng không? Đây dàn này dàn khe. Hello Tommy Huỳnh. Trời ơi, khi nào có show? Cái show Flame này đó là ngày thứ tư tuần tới. Rồi trong town thì cũng có cái show mà kiểu trong club là thứ ba. Rồi còn có một cái show mùa hè rực rỡ hình như là cũng thứ tư, mà ở một cái hotel khách sạn khác. Thì nó có tới hình như là 3 show Việt Nam trong 2 cái ngày đó. Mà bây giờ thì nhiều show quá, làm sao mình đi cho hết. Nhưng mà tôi là tôi biết chắc là tôi đi Flame. Tại vì cái show Flame này á, là tôi cũng mê Bảo Hà, Bảo cái gì? Bảo Anh thiệt. Có cái câu này mắc cười nè. Cái này tôi ăn cắp câu chuyện của người ta. Có một ông kia nói ngon lành lắm, tự khoe nói là và tưởng ai hát chứ Bảo Anh thì rất là rành, tại vì má Bảo Anh thương ổng vô cùng, mỗi khi mà tới gặp gỡ là lúc nào bả cũng mời đồ ăn thức uống các kiểu, thân dữ lắm. Cái tôi nói ủa gì hả, thân dữ gì hả, thân cỡ nào, cái ngồi hồi mới lòi ra, ồ nhà Bảo Anh có quán ăn. Ổng chỉ tới đó mỗi mà ăn thôi, ổng ăn trả tiền mà. Bà ông nói ghi ngon lắm, là má Bảo Anh mời ăn, mời uống rồi các kiểu. Trời ơi, mời thì mời mình trả tiền, ta chủ quán mà, thì mình vô mình ăn mình trả tiền. Nói tưởng tượng như thân vậy lắm, ai về đâu dài ta quán ăn rồi vô ăn thôi, tự khai là thân vậy lắm. Thân ngày nãy lo. Thân ngày nãy lo. Nhưng mà Bảo Anh hát rất là ngầu, rồi đã gì còn có Cao Thế Sơn, rồi đã gì còn có Nguyễn Thắng. Ôi trời, Thái thích là Thái thích Nguyễn Thắng không? Kiểu lãng tử. Lãng tử là Luân Manh đó hả? Nhưng mà Nguyễn Thắng hát hay mà, hát hay quá trời hay luôn. Lúc nào hát cũng ngầu, hát rất là bốc lửa, mà đã gì mà chơi với ban nhạc nữa. Bởi cho nên nghe cực kỳ là ngầu, rất là khoái. Dạ, bởi cho nên là tụi tôi là sẽ lên đây hẹn hò với cả nhà, là mình lên lịch đi. Ai mà đi chung á thì phải nhớ là nhắn tin vô đây nha, để tôi biết là người nào sẽ đi, để tôi canh tôi chụp hình coi. Hẹn gặp ở Vegas nha mọi người. Mà có đi không trời? Đi. Tới đó rồi đi rồi chứ không lẽ tối mình sẽ đi về vô khách sạn ngồi. Không, mình là mình đi rồi. Nhưng mà ý nói là bây giờ cả nhà không biết là có ai đi Vegas đây nè. Là bởi vì cái show Neo năm nay là nó rơi vào giữa tuần, bởi cho nên nó cũng hơi kẹt. Hồi xưa là đến đầu tuần. Hồi xưa là chủ nhật. Thứ hai, thứ đầu, ba. Đầu tuần giữa tuần gì mấy người giàu làm tao đi được hết à. Nhưng mà nó cũng bất tiện chứ, nhiều người ta ở xứ bang ở chỗ xa khác mà. Không phải là chỉ nói những người ở Cali người ta chạy xẹt xuống, hay là mấy người ở Vegas thì không nói. Hoặc là có nhiều người người ta bay qua, người ta phải mua vé chứ. Đa số là bay không à.
thì người ta cũng phải mua vé trước chứ. Thì nhưng mà Las Vegas thì vé lúc nào cũng open mà, với lại giá rẻ nữa, mua một cái bay thôi chứ cần gì mà phải mua trước 2-3 tuần làm gì. Về sớm nhà ai muốn đi nhưng thì mà cứ đi đi. Đa số là ta đã đi rồi. Đông lắm nè. Đông Việt Nam. Đông Việt Nam, nhưng mà nếu mà gom lại tất cả những người Việt Nam làm neo trên cái nước Mỹ có chỗ đâu chứa. Trời ơi, người ta kéo về là chắc ngập cái Vegas luôn á. Đông người giàu. Nói chi là làm nail mà đã tới Vegas rồi là ai cũng giàu hết trơn, là bởi vì không có mình không bao thấy mình tôi chưa bao giờ thấy một người Việt Nam nào mà mặc quần áo bèo đi lang thang ở Vegas hết á. Cái người mà thua bài gì nó cũng sang nữa. Mà nhiều người nghe nói đi Vegas quýnh bài mà từ mấy chục ngàn đến cả trăm ngàn, mấy trăm ngàn luôn. Mà sao tiền, sao người ta mang sách tiền tôi qua đó tôi chơi bài hay là tôi sách chi phiếu? Chứ ai đâu mà sách tiền mặc đi qua đó lôi thôi vậy? Chắc nghĩ là mang theo chi phiếu trả lương thợ đó. Chi phiếu trả nêu, vô ký rẹt 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 ra thôi. Đúng không? Không là ký rẹt, nè xong bài, vô đổi cho tao cái check 50 ngàn ra cho tao quýnh bài hay này nọ cho nó dễ hơn. Tiền trong show đó anh. Show nail quá hả? Không, nói mấy người làm nail kìa. Mấy người làm nail hả? Thì người ta mang theo check. Chứ ai đâu mà mang tiền mặt đi cho nó còng cờn vậy. Mang check vô đó ký thôi là có thể chơi rồi. Rút anh, rút thỏa. Thẻ hả? Dạ yeah, đúng rồi, ATM. Rút thoải mái. ATM đúng rồi, rút là lúc thoải mái luôn. Ủa sao rằng dữ vậy? Quên như thế. Em nhân chơi bài hả? Có chơi hả? Cũng chơi chút chút. Chơi gì? Blackjack. Tao thích nhất là chơi tiếng lên mà nó không có. Không có. À, nó không chơi tiếng lên, nó chỉ nếu không qua chơi tài xỉu không à. Tài xỉu là một trên hai dưới đúng không? Là play ở băng cờ đó. Là băng cờ đúng là không? Tài xỉu đó. Đó số lớn hơn số nhỏ, nếu coi phim mà phim kiếm hiệp hồi xưa nó gọi là chơi lớn nhỏ. Tài xỉu hay ha. À, play ở bán cờ. Biết mà mới nghe chữ đó đầu tiên. Tài xỉu. Gì tài xỉu Việt Nam tôi chơi mà rầm cái gì mà nghe lần đầu tiên. Em nói chơi. Anh Việt Nam là em biết tích sắc. Ủa cái gì kỳ vậy? Sao cái bộ của mày chơi lạ chứ. Không, tại hồi nhỏ là hay nằm ngủ kế bên bà ngoại là người ta chơi tích sắc. Nên là mấy cái bài mà bài tiếng Tàu á, tiếng Tàu nhỏ nhỏ đó, đó dài xe đó, tướng sĩ tượng rồi đó đó. Thôi chơi mấy cái đó cầm không biết sao cầm được luôn á. Ta xè nó đẹp lắm nha. Nhưng mà nó dễ rớt. Quan trọng là biết xè cầm những cái bài cái quạt vậy đó. Ủa? Vậy? Sao tay gì muốn làm vậy? Chrome. Tay nhôm luôn hả? Tay nhôm. Đây Chrome mới của Wave Gel nha mọi người. Tay của mày nó bóp bằng cái hộp này không? Đây nè, mở ra cái tiền đổ. Nè, bóp bằng cái hộp này không? Này bao nhiêu màu? 24 màu. Đâu lên coi đó. Mở ra nè mới thấy mặt đỏ. Đó. Đây. 24 màu chai vẽ $100 free shipping. Quá rẻ. Bằng treo. Quá rẻ. Ủa sao biết rẻ? Mấy cái hiệu khác có bán mắc hơn hả? Mắc hơn. Em bán supply mà sao không biết được. Ủa vậy hả? Thường thường ta bán bao nhiêu? Thường thường ta bán là nếu mà rẻ nha, gọi là rẻ đó là 67 đồng chai. 60 đồng chai, 10 chai, 20 chai là bán 120 rồi, 24 chai gì là bán 140, 150 hả? Còn này bán 100 hả? Vậy là rẻ hả? Ồ chết, bán gì có phá giá không ta? Thôi cứ bán đi 100 là vừa đồng giá, vừa xài, vừa... Mà còn free shipping nữa. Nó tròn, để coi cái đầu cọ coi. Mỏng nha, đẹp. Ồ thiệt luôn á hả? Đáng trách. Cái này không phải tôi nói nha. Không phải nói nha, cái này cũng chưa gặp bao giờ nha. Thái nói nha. Nè, cái đầu cọ này mọi người. Đó, mỏng danh thấy không? Đó. 100 đồng 24 chai free shipping, bà con nào muốn mua thì message nha mọi người. Sao phải check cái đầu cọ là để thành dễ được những cái nét thanh á. À, với lại bây giờ thấy coi ý kiến này có được không, mấy cái màu này gọi là màu candy nè. Đẹp. Thích không? Dễ không? Dễ mấy dễ. Cái màu này là mấy cái màu rất là pop chứ không phải là mấy cái màu mà nó nhạt nhẽo như những cái hiệu khác. Thì mấy cái pop này mình dễ design nó dễ hơn, dễ con cò, con bướm, con gì đó thì nó dễ hơn. Nói tóm lại 100 đồng, hiệu này là hiệu nail ngon. Xài sẽ rất ngon bởi người ta mới lấy tên là nail ngon. 100 đồng free shipping.
Wow. Ơ, Kevin Lê order ở đây được không anh? Được chứ sao được, order ở đây được sao không được. Có thiệt quá ba, đừng gạt tôi cho ba. Đừng làm bừng hụt cho ba. Có 100 đồng đừng gạt nha. Có 100 đồng còn gạt nữa chết chết luôn á. Gửi địa chỉ liền đi. Ờ, Neil Show ở đâu và ngày nào? Neil Show là ở tại thành phố Las Vegas. Năm nay rơi vào tháng 7, ngày 11, 12, 13. Trời ơi, sao điều dữ vậy? Thì mấy cái Neil Show á, đó thật sự là Hùng với lại Thái là nằm ở trong cái nghề nail cũng khá lâu, cho nên mỗi khi một năm có một lần tại Las Vegas là tụi này rất là rạo rực, rất là thích đi. Lại bởi vì mình đi đó giống như là một cái hội chợ triển lãm của cái ngành làm nail của mình. Mình tới đó mình tham quan, mình biết được những cái sản phẩm mới, những cái đồ đẹp để chụp hình. Đúng, mình đi mình ngựa, dĩ nhiên là mình cũng có lý do để ngựa. Với Las Vegas mà nó có cái dịp vừa đi chơi Las Vegas, vừa take a vacation, mà đã gì còn gặp toàn là Việt Nam không. Tới đó tự nhiên mình cảm thấy nó rất là gần gũi, nó giống như cái Sài Gòn vậy, đi đâu cũng Việt Nam, vô quán ăn Việt Nam, vô vũ trường shopping toàn là Việt Nam không à. Bởi vì cho nên là rất là thích. Thì đằng nào thì mình đi vacation cũng thường xuyên, mà đi Las Vegas thì cũng thường xuyên, thì mình lựa đúng cái thời điểm của cái nail show để mà mình đi thì nó vui hơn, nó rất là vui hơn. Solly Trân mua hộp cỏ vẽ. Oh, thank you Solly Trân. Mà Solly Trân là ai vậy? Vậy thôi giờ Tenny Trân đại diện Solly Trân trả tiền trước đi. Vậy là sẽ ok. Tháng 7 đó, 11, 12, 13 thì Hùng sẽ bay tới Vegas vào ngày 10. Rồi sau đó tôi cũng tự khai luôn là tôi ở khách sạn Area. Bà con nào mà muốn gặp gỡ đi chơi thì hẹn hò đi. Tại vì tại tôi cũng rảnh mà. Mới cho nên mình hẹn hò mình đi chơi đi. Miễn là cứ tối tối chiều chiều là đi dung dăng dung dẻ là được rồi. Nhưng mà ráng đi Las Vegas thì đừng có đi chơi khuya quá. Mất công nó... Mất công người ta quýnh giá. Đừng đi chơi khuya quá. Mấy giờ? 3-4 giờ đi. 5 giờ. 5 giờ sáng lắm. No. Đi mà đi chơi tới 5 giờ nó mệt lắm. 5 giờ chưa sáng. 7 giờ mới sáng. Nhưng mà 5-6 giờ đi vậy trời ơi người ta quýnh giá đó. Thôi giá maximum vậy? Là 4 giờ là về. Chứ ai nào mà đi mà tới 5 giờ gặp mặt trời mọc luôn rồi. 7 giờ mặt trời mới mọc. 5 giờ rồi. Khuya sáng quá không? Không. Thì 5 giờ đi có nổi không đó trời? Nổi. Kinh nghiệm đầy đường. Nhưng mà 5 giờ chiều rồi đi ra chơi mà tới 5 giờ sáng giờ 12 tiếng đó đi có nổi không? Nổi. Cái bí quyết đi Vegas đừng có đi bộ. Đi dựng đi taxi với Uber đi cho nó sang. Trời ai mà đi bộ. Nhiều người đi bộ nó hết sức á, vô club sao nhảy. Đúng. Nhiều người chọn mang quốc cao quá đi bộ rồi vô club nhảy đâu có nổi đâu, tại mang quốc cao mà sao nhảy. Bởi cho nên là mang theo cái vỏ Chanel nhét đôi dép lào vô. Đúng. Đó, nên đi, đây là kinh nghiệm mà Las Vegas là đi cho mấy đi với mấy cô nương mà thích đi chơi đó. Lúc nào cần đôi chụp hình đẹp á thì mang quốc cao lên. Nhét đôi dép lào trong vỏ Chanel quá. Đó, đừng có mang chi mà kem phấn nhiều dữ lắm, không có rảnh đâu mà trét đâu. Trét một lần thôi. Trét một lần, cái lông nheo thiệt là dài, môi thiệt là đỏ. Là ok, nó last trọn đêm. Rồi sau đó mang guốc cao thì mình tới chỗ nào mà mình cần đẹp thì mình mới leo lên guốc thôi. Còn nếu không mình cứ đi giúp lào để cho nó khỏe. Mà trong, mà để ban ngày nó cũng vui mà. Để ban ngày có hồ bơi, nhậu hồ bơi. Tôi nói cái Las Vegas, cái hồ bơi gì nó không có ai bơi hết á. Ta vô ta đi bộ không à, giống như là ngâm mình để nhậu chứ không có ai bơi hết trơn á. Hoặc là bị đẩy xuống rồi à. À, chứ không ai bơi hết trơn á. Mà Vegas mà đi hồ bơi ban ngày, để lên thử kế hoạch đi Vegas sáng sáng thường là mình làm gì nè. Sáng ngủ dậy á, là ăn và ăn tại khách sạn chứ đừng có quá khó chịu nó phí thời gian. Có nhiều người ta khó chịu sáng phải đi ăn phở nội mà bắt xe đi ra quán Việt Nam ngồi để chờ. Rồi ăn xong rồi trở vô là mất hết thời gian rồi sáng ăn nhẹ đây. Mấy tiếng đồng hồ nhìn vậy thôi mấy tiếng đó. Dạ. Yeah. Trời ơi tại vì chỉ muốn đi ăn phở tại vì. Ồ. Nhưng mà ở trong khách sạn, có nhiều khách sạn nó có bán phở bán đồ rồi. Ừ. Thí dụ như là trong cái buffet mà của Caesar Palace đó. Cũng có phở trong đó luôn á, buffet có phở trong đó đó. Không. Có lần anh vô anh vớt hai con phở. Mình ăn ngon mà. Dạ, yeah, mình ăn ở trong khách sạn đi, đi cho đừng có khó chịu quá sáng mà nhiều lúc ăn cái xúc xích với hai trứng là được rồi. Làm gì mà gác vậy? Đó,
Uống cho cố vô rồi bây giờ mình uống đâu mà cho cố. Có một ly mà cho cố. Một ly mà 4 shot. Trời cái ly nó 4 shot đó. Trời nhỏ. 4 shot mà không pha nữa. Trời nhỏ. Rồi sau đó thì mình đi ăn. Ăn xong cái mình đi ghé vô đi shopping. Rồi tới khoảng chừng trưa trưa đó thì đi massage. Massage xong cái về đi kiếm gì ăn nhẹ. Rồi sau đó mình lên đồ. Đi ban đêm. Rồi sau đó mình lên đồ là phải lên đồ mang tiếng đêm chứ đừng có chờ tối mới đi. Đêm là khoảng chừng 5-6 giờ chiều gọi là đêm rồi. Thì mình phải lên đồ 5-6 giờ chiều xuống ăn dinner là ăn tối. Là ăn dinner cái kiểu như là kiểu quý phái đó. Ngồi là phải có khăn để che đùi. Rồi ăn là từ từ chùi môi rồi chụp hình các kiểu. Uống rượu nhẹ nhẹ. Rồi sau đó là có thể đi đừng có ăn dessert trong cái quán sang mà nên ăn cà lem ở vỉa hè. Đúng không? Nó có đúng phong cách. Đúng phong cách của Vegas. Đúng. Ăn cà lem ở vỉa hè, còn nếu không là mua thêm một cái ly rượu mà cũng loại vỉa hè luôn. Vỉa hè nó cầm ra nhưng mà nó loại lạnh, nó có đá trong đó. Nó frozen. Thì mình cầm vừa đi mình vừa hút, đó mới là phong cách của Vegas. Đúng. Chứ đừng có đi ăn chi mà quán cà lem ở chỗ sang trọng mà nó không có ra mùi Vegas. Rồi sau đó đi cầm cái ly đó là cứ tấp vô, có ba là cứ tấp vô, có quán là cứ tấp vô. Việt Nam rủ đi đâu là cứ lũi gì đó. Không quan tâm là trong bóp mình chỉ cần để một mớ tiền mặt. Rồi sau đó cầm cái thẻ đi quẹt thôi là ok rồi. Nhưng mà nhiều cái club với quán ăn á, nó lấy luôn cái thẻ phòng của mình quẹt, mình khỏi cần phải mang chi nhiều tiền. Nhưng mà thật sự là đi Vegas là không ai mang nhiều tiền hết trơn, mang tiền mặt nó cũng rất là... Ví dụ như anh đi là trong người anh không có thích mang nhiều tiền mặt, cái gì cũng quẹt thẻ không à. Đúng, em qua Chicago em đâu có mang đồng nào đâu. À, tại mang tiền mặt là nhưng mà sòng bài thì mình muốn chơi quýnh bài đó thì mình cũng có thể lấy thẻ nhà băng của mình để mà mình yêu cầu nhà sòng bài nó quẹt đâu có tính tiền lệ phí đâu. Bởi cho nên là đúng, 10 đồng một lệ phí hả? ATM không à. Đừng có rút ở ATM không. Rút ở chỗ mà cashier vậy sao? Yeah, vô đó nói đó. Chưa biết. Dạ, yeah, tại nó muốn mình cho tôi lấy tiền mặt ra trên bài mà. ATM là mình rút nó bị limit nữa. ATM trong đó nó cũng lấy tiền mà anh, nó nói gì vậy? Thì ATM nó limit, có nghĩa là nó không có cho mình rút nhiều. Ví dụ như rút 10 ngàn đâu cho. Mình vô cashier mình rút 10 ngàn, mấy chục ngàn cũng được hết. Như vậy thì nó tiện hơn. Thì bây giờ muốn chơi đánh bài thì vô đó rút thôi. Bởi cho nên cầm tiền bạc chi nhiều, cầm tiền bạc là chỉ có cho tiền ship thôi. Thí dụ như cầm một bó 20 đồng gì nè, gặp án cho 20, thằng mở cửa cho 20, thằng dắt lên taxi cũng cho 20 kiểu vậy. Hay là đang xỉn mà nó dìu về khách sạn cho 20 chẳng hạn vậy, thì cầm tiền ship để mà cho thôi. Chứ thật ra là mình cứ mang mấy cái thẻ đó đi chơi là nó... Mà hay là ở Vegas có mấy anh cơ bắp bạm vỡ hay đứng ngoài đường để chụp hình rồi đó. Đó. Thôi, mấy đứa tao ghét kinh khủng luôn á. Nó đòi nhiều tiền lắm nha. Đi Las Vegas đừng có ham hố. Mà ví dụ như gặp mấy con ghệ mà mặc slip mặc bikini rồi người gắn lông cái đồ cái kiểu đó. Chụp hình để ham vô chụp đây. Chụp hình nó đòi tiền mà phải thưởng giá cho nó nha. Không, nó cái quan tâm nó làm gì nè. Nó chụp xong đi rồi tao tính. Đó, nó lúc mà nó kêu chụp thì nó không nói giá tiền đâu. Nhưng khi chụp rồi nó ép mình trả 50 là mình phải trả 50. Ép trả 100 là phải trả 100. Đúng. Nếu không á thì nó có gì giống như là gọi là phim đó. Phim có nghĩa là mấy cái người mà gạt lọt co hay là mấy cái người mà phê đảng đó là tới nó bắt nạt mình rất là phiền. Đứng giống như đó là sẵn luôn. Đứng đó sẵn luôn, nó giống như là lung manh gì đó. Nhưng mà mình đi chơi mình đâu có rảnh đâu gây lộn để làm gì. Mình đâu có muốn đứng đó mà đi gọi cảnh sát tới làm gì đâu, mình cũng trả bà cho rồi mình đi. Bởi cho nên là tuyệt đối đừng có ham hố đi chụp hình mấy cái kiểu đó. Mà mấy cái kiểu đó thí dụ như bây giờ nói, thí dụ như là nó nói sẵn họ 5 đồng một mô hình, 10 đồng mô hình thì mình không nói. Cái này nó hay chơi cái chiêu chụp đi chụp đóng rồi đòi. Nó đòi kiểu vậy đó. Kiểu một kiểu nào nó cũng chịu. Kiểu nào cũng chịu hết trơn, nó chụp sao nó cũng chịu hết trơn á. Rồi sau đó nó đòi tiền mình, cái đó là cái đại kỵ nhất của Las Vegas á. Yeah. Ủa ở đây nói là Neo Show ở hotel nào vậy? Hình Manila Bay hả? Cái đó là mấy chỗ cũ hồi xưa mà chắc giờ cũng còn ở đó đó, Manila Bay á. Hình như lúc nào cũng vậy mà. Cũng có nhảy qua nhảy lại hả? Đổi rồi, cái còn chỗ mới mà không biết nó có giống chỗ đó không. Ủa chết cha, bây giờ sớm nhanh nó đi tùm lum, bây giờ hotel nào quên rồi, không nhớ hả? Để em coi. Bây giờ tự nhiên hỏi nó bất chợt cũng không nhớ là cái hotel nào luôn đó. Cái show đó là show hotel nào ta? Las Vegas 2023, bấm vô 23 mới được.
chờ xíu nha cả nhà, đang tìm vì một câu nói thôi, phải tìm coi new location, new date. Tại em nhớ là chỗ mới mà bận hơn chỗ mình đang bê. Phải không đó? Ủa sao nhảy qua nhảy lại vậy hả? Thôi cho người chờ đợi. Uống rượu. Las Vegas Convention Center. Ủa? Vậy này là không nằm trong hotel. Nó trong convention center. Oh, cái convention center mới mà, cái loại này, cái này mới xây mà. Đúng rồi. Show Neil năm nay nó sẽ nằm ở Convention Center. Las Vegas Convention Center, LVCC. LVCC. Có nghĩa là chỗ mới đó cả nhà. Rồi trở lại Facebook. Rồi nhá. Ủa vậy nãy giờ Emily Trương hỏi nhiều quá, vậy có hẹn không Emily? Emily hẹn thì hẹn hò đi, cho cái hẹn đi. À, hẹn đại ca nha. Ô Phụng Huỳnh. Vậy là hẹn nha. Nhắn tin Facebook tôi nha. Để mình ra mình chụp hình, ok. Đi quẩy. Đi quẩy chung với nhau, đúng rồi đó. Ừ, cho nó vui chứ, ơi ơi, chứ hơi đâu mà ở nhà làm gì. À, nhậu is the bomb, đúng rồi đó. Hẹn nhau rồi Emily, chịu hẹn luôn rồi kìa. Chịu. Chịu không? Nhưng mà nói trước nha. À, Emily, mình nói trước cho Emily biết nha. Emily gặp Hùng ở Vegas là chắc chắn là như con công. Gặp tái như là con phụng. tại vì tụi tôi sẽ đi sẽ ngựa đó, sẽ lên đồ, ok không. Ai nói mình lố mình chịu, nhưng mà cái chỗ xa hoa thì mình nó sẽ như hoa thôi. Chứ bây giờ mỗi ngày mình cứ đi làm nail, mình mặc đồng phục riết nó chán rồi, bây giờ đi tới Las Vegas là có cái lý do để mà để mà xe xu để đâu để khoe chứ. Để khoe mình hưởng trước. Với lại một phần nữa là Las Vegas mình đi ở những nơi mà sang chảnh không, nó có bảo an với an ninh lớn như lắm, nó không có cướp của gì giật đồ, không có đâu. Đừng có đi ra ngoài thôi. Đừng đi ra ngoài lòng vòng ở ví dụ như đường hẻm này nọ thôi. Đừng có ham đi vô mà ăn mấy chỗ chị gì tại Việt Nam rồi đi vòng cái tự nhiên đi ra khu nhào luôn, hiểu không? Đi trong cái strip thôi. Đâu cái khu đó cũng đâu có gì đâu đi. Yeah. Với lại đi cũng không nổi nữa, nó nắng bạc cố nóng. Yeah. Ơi nóng, ai đâu đi nổi. Thì đó. Cũng người đi luôn hả? Thì anh tới đó anh toàn lái xe tới rồi vô ra anh thôi chứ không dám. Vậy mà có nhiều người ta đi đó. Trời ơi nóng muốn chết luôn. Chắc tại vì chụp hình là tại vì máy ngói mấy đồ đó chụp cái kiểu nó đẹp. Cái kiến trúc hình như nó đẹp nhưng mà chịu không nổi. Đứng ở ngồi một hồi với lại anh Việt Nam khoái là không phải. Việt Nam nên phải đi. Chứ không phải là với lại ta cũng dưỡng trắng rất là lâu, ta đâu có dám ra nó đi sao. Khó khăn lắm tôi mới trắng được bà con. Bây giờ kêu rủ tôi ra đứng nắng rồi nó câu nó lại bèo dèo sao đâu có dám đâu. Bởi vì nó ở trong mát không á, cho nó chắc ăn. Cho chắc ăn thiệt đúng luôn á chứ. À, Chu Cha, Phụng nói là chuyến này chơi lớn luôn á. Chơi luôn. Chơi lớn rồi, ok, lên đó mình bùng lộ nha. Năm nào cũng chơi lớn năm nay mà. À, hình như Las Vegas thích nhất là mặc Versace á. Ừ. Ủa cái đôi giày Versace mới mua đâu? Cái đôi giày của Versace của Thái nó rất đẹp với là cái đồng hồ này. Trên đầu. Hả? Màu vàng vàng nè. Rất hợp với em. À, rất là thích hợp luôn đó. Bởi cho nên là tha hồ mà mình đi vô đó để mà xí xa xí sửa. Thế rồi mới mua đôi. Mua đôi gì? Nó lớn lên. LV hả? Trời ơi, mua đôi giày LV. Để chuẩn bị đi đến về gác thôi đó. Không. Mua chơi. Tại bữa ăn qua thăm em. Hèn chi thấy cái hình chụp mua ở New York vậy đó, phải không? Mỗi đứa mua đôi. Mà tại sao không chịu mua New Jersey chứ nó không có tính thuế? Mua New Jersey chứ mua đâu New York. À, chứ đi New York, đi shopping. Ủa? New York có tính thuế. Em vẫn đi short heel không? Oh yeah. Mỗi người. Cái short heel đó là cái mall nổi giàu. Mall nó nổi tiếng mà. Mall hiểu mà. Rồi mua cái đôi giày LV, đôi giày nó như thế nào? Ồ, đôi giày của anh chị em đi vô lửa hả? Không, lửa khác. Lửa khác, nhìn trẻ. À, thôi LV rồi Versace, Gucci, Giorgio Armani cái gì cũng toàn là y không à, đúng là đồ Ý nó lúc nào cũng là chữ Y. Nhưng mà công nhận mấy cái hiệu đó mà mặc ở Las Vegas đi rất là ngầu lắm luôn đó, trời ơi. À, em sẽ mặc áo bà ba mang dép tổ ong.
đi mang đau chân đó, dép tổ ong nó rất là đau chân, mặc áo bà ba nó sẽ đổ mồ hôi nách đó, đừng có mặc. Áo bà ba vô đó bữa đó người ta tưởng vũ công nữa, tao đưa đi coi show mặc áo bà ba tao tưởng vũ công thiệt đúng luôn, tao đưa lên sân khấu luôn thiệt đúng luôn á. nhưng mà nếu mà một bước mình lên mây luôn sao, à, đổi đời mình lên luôn nổi tiếng. Nhưng mà nếu mà đi coi show văn nghệ đó thì chúng tôi sẽ đi coi văn nghệ show Flame. Trước khi vô show thì đứng trước cổng đó để mà mình hẹn hò, mình chụp hình. Có ai muốn đi đi show Flame thì nhắn tin để mà mình cùng hẹn nhá. Rồi cái gì mình vô đó mình đi chung cho nó vui. Vô đó mình la làng cho nó vui. Ai hát mình cũng la hết trơn, mà không hát mình cũng la. Đúng không? Hát mình cũng la, mà không hát mình cũng la. Miễn là mình đi chơi là cũng ý là mình we try to have a good time. Thì mình chơi là cho mình vui là được rồi. Ngày hôm qua có mấy chục người thôi làm banh cái nhà người ta rồi, huống gì về. Ngày hôm qua hát chỉ có hát ở trong người, hát ở gara thôi á, mà còn lên nóc nhà nữa. Ai cũng ra nhảy lên tưng hết luôn. Mà công nhận trong gara thôi mà chơi ngầu dễ sợ rồi, chứ tưng hát sung ha. Wow, chơi rất là vui. Cha ra nhảy có live band. Cha ra nhảy rất là vui. Mà nói chung là mình đi đâu chơi mình cũng muốn have a good time. Chứ đi chơi mà mình cứ bị buồn nó đâu có đúng. Bởi vì đi mình phải cho nó vui chứ. Có buồn cũng làm cho nó vui. Đúng không? Giống như thua bài xong mình ra buồn quá nhưng mà phải làm gì cho nó vui lên. Thua bài mà không có chịu làm gì là cũng mặc hả? Lúc đó hả? Là nó cũng buồn đó. Nhìn giống như là đang bị hãm tài, nhìn thấy rõ thua bài luôn. Nó xuống sắc rõ luôn á. Nhất là cái cặp lông nheo á. Con gái mà thua bài cái cặp lông nheo nó cứ bị sụp sệ mà nó cứ làm sao á, nó nặng nề mở lên. Thí dụ như bây giờ mình ráng mang theo cái makeup remover hay là mấy cái lash remover đi, thì vô trong sòng bài nếu mà thắng thì nói gì, mà lúc thua thì mình có thể ngâm cái lông nheo ra bớt ra cho nhìn cái mặt mình nó bớt u buồn. Nhưng mà nếu mà thua bài cũng buồn lắm chứ. Dĩ nhiên em hay chơi bài không? Không, ít lắm. Nghĩa hả? Chơi cái máy không mà hả? Không có máy. Đừng bao giờ kiểu máy nha. Không bao giờ. Kiểu máy là không có ăn đâu. Cái máy nó cứ rỉ. Nó cứ thua hoài. Nó rỉ. Năm kiểu máy hả? 5-3 cây nó mới ra được một mình trúng lần. Nhưng mà Vegas bây giờ đó không phải như hồi xưa. Hồi xưa là tôi rất là thích Vegas, là chắc khoảng chừng hơn không biết là đổi qua cái digital hồi nào quên rồi. Nhưng mà Vegas hồi xưa là khoảng chừng mười mấy năm về trước đó, là tất cả mấy cái máy kéo máy đó nó xài bằng tiền cắt luôn. Bởi khi giật cái máy á nó toàn là kiểu lăng tăng trò nó vui tai kinh khủng, là vui. Nó vui vô trong cái sòng bài thôi là nó kêu cái tiếng tiền nó len keng nó kêu kinh khủng, là ai mà trúng tiền á là nó chạy tiền từ trong cái máy nó chạy ra, rồi mình lấy tay mình hốt tiền đó, mình bỏ trong cái lon để mình đi giống như cái lon ăn phở vậy đó, hốt đi đổi, mà hốt tiền nó nổi mà cái tay mình nó đen luôn, nó rất là vui. Còn bây giờ nó chơi qua digital rồi, nó in bằng giấy thôi. Mình thắng thì nó in cái tiền giấy ra để mình đổi thôi, nó sẽ không có còn tiền nữa. Bởi cho nên, có Phương Vân nói hello hai anh em kìa. Hello chị. Có Tina Phan nè, hello Tina Phan. Trời đúng là cái livestream gì mà ế người coi vậy, bị ai cũng đang ăn happy birthday của nước Mỹ. Lễ mà. Bởi vậy thiệt luôn á. Phương Vân là người là đã mua với lại Phương Vân là người đã mua cái hộp treo vẽ 24 chai treo vẽ này $100 rồi nè. Phương Vân xài có thích không? Phương Vân cho cái feedback coi. Hello Chi Đỗ, đang hai anh em ngồi đang bàn về cái chuyện đại sự của tuần tới. Oh my god, trời ơi, look at his Facebook. He's drunk. Không, bấm lộn á. Look at his face. Không có chữ book ở trên đây. Look at his face là my face á. Là you drunk look drunk. Lúc đó là có một ly mà. Tươi lắm mà. Chắc tại buồn ngủ. Sao mặt mày trình bành vậy Thái? Mặt tao gọn gì? Đâu có, tao thấy cái mặt mày gọn. Mày xỉnh lên rồi cái mày bị bư ra đó. Không có bư đâu, tỉnh mà. Không, nó cũng bị đỏ, uống rượu nó cũng bị đỏ lên luôn á. Chắc tại vì mày đã trắng rồi. Rồi mày uống rượu vô nó đỏ nó dễ lòi, ví dụ tao đen đi, nó đâu có lòi. Đen nó khó lên màu, biết không? Đâu, nó đâu có lên đỏ đâu, dễ thương mà.
Đó mà nhìn mặt cũng hơi xỉn xỉn đó chứ. Không, cái đó mà do trời đi làm show 2 ngày mà. À, với lại bữa thứ 7 nhảy quá mà. Bữa thứ 7 đi chơi quần quại quá mà tôi hỏi làm sao mà không mệt. Thiệt đúng luôn á. Thấy hơi phê phê, đúng luôn á chứ. Em này đóng kịch với anh Hùng coi vui ghê. Ồ, đúng rồi. Thái này là đóng Lan với Hùng. Rồi đóng cũng rất là nhiều clip. Rồi vừa rồi đó thì Thái đóng một cái vai là con mẹ chủ supply mà 60 mà không, mẹ chủ đi shop. Shop ở trong tiệm supply với cái ghế 69 ghế. Tại vì 70 nó sẽ gãy cho nên là chỉ mua 69 ghế thôi. Và tuần tới đó thì Hùng với lại Thái có một cái clip ngắn mới là mới vừa xong. Cái clip này sẽ bật mí là sẽ không nói gì, nhưng mà cái con Lan nó lên đời. À, tôi đã đặt tên là con Lan lên đời luôn, chả cho rồi chưa có đặt cái tên clip này là tên gì mà bây giờ ngồi nghĩ ra là lên đời đi Lan, hay dùng cái chữ đó kia được á, em hãy lên đời đi Lan, cái đó có lý hơn đó. Thì Hùng với lại Thái may mắn được làm việc chung với một cái clip này nữa thì hy vọng là sẽ lốt lên trên Facebook rất là gần. Và sở dĩ mà Hùng nói lý do là Hùng với Thái làm việc chung á là bởi vì có ít người để ý lắm là khi mà chúng tôi làm clip á, chúng tôi không có quay bằng iPhone, phải có cameraman, có người quay, có ekip quay, rồi xong sau đó cũng phải có người edit các kiểu, rồi kịch bản thì cũng phải thêm mắm thêm muối, nhiều lúc ngồi viết kịch bản rồi cũng phải soạn, rồi còn phải tập dợt, rồi nhiều khi cũng phải chỉnh tới chỉnh lui, rồi còn phải bay tới cái trụ sở để mà quay, bởi vì hai đứa là ở hai cái nơi khác nhau, Thái giờ ở New Jersey, Hùng thì vẫn ở Chicago, cho nên không, mỗi lúc khi quay đó thì cũng phải bay tới bay lui, thì nói chung là nó cũng tốn tiền. Nhiều lúc mình rất là muốn làm nhiều clip hơn nữa để cho vui, nhưng mà nó nhiều tiền quá, mà gặp mặt đó là ra tiền, gặp mặt trả cho đội ngũ quay phim, trả vé máy bay, tiền khách sạn, rồi phải mượn cái tiệm của ai đó để mà quay, cho nên nó cũng rất là tốn tiền. Nhưng mà lần này đó cũng rất là may là trong công ty ghế T-Spa họ cho tiền để mà quay clip. Thật ra là không có dùng cái chữ sponsor, thật ra là anh em của tụi tôi là cũng không có fancy mà dùng cái chữ sponsor rồi này đó. Thật sự là họ cho tiền, họ có cái lòng rất là nhiệt tình. Thì họ nói là vậy thôi, quay phim các kiểu tốn tiền nhiều quá, thôi để họ gửi tiền, họ trả mấy kinh phí đó cho để mà làm mấy cái video cho nó vui. Là bởi vì hai đứa thì rất là mê chơi, rất là thích làm nhiều trò mà phải chi mà mình biết quay phim, hay là mình có bạn bè nào mà quay phim mà quay miễn phí thì mình còn vui ha. Còn bây giờ là quay phim là mình phải mướn người, mình phải trả tiền, cho nên cái gì cũng phải tốn tiền hết. Thì cũng may là có công ty T-Spa, tiếng kêu so much T-Spa. Hy vọng là cái clip mới này của Hùng và Thái thì sẽ được nhiều người thích, nhiều người yêu quý, để cho mình cũng muốn rất là mình rất là muốn có nhiều người coi, để cho mình, bởi vì mình muốn nói một lời cảm ơn với lại T-Spa, họ cho tiền mình làm video mà, cho nên là mình cũng rất là muốn là cái clip này nó được vui. Đúng rồi đó. Phương Vân nói là chị Vân biết Thái trong clip thợ nail mà đòi hỏi quá trời. Đúng rồi, là thợ ông nội, thợ ông nội, thợ ông nội. Đó là thợ ông nội chứ không phải là con Lan. Thợ ông nội mới là thợ nail đòi hỏi quá trời. Là con Lan đó. Không, mình đóng nhiều, nhưng mà mình với lại mình đóng nhiều clip nữa. Cái phần sau là như là cái thợ, nhưng mà thợ nail ông nội là khác. Thợ ông nội là con Lan đó. Hai anh em đóng chung rất là ăn ý. Rị là Tina fan, nhớ coi và phải nhớ share nhá. Và đồng thời Hùng cũng có một cái kênh YouTube. Thì trên Facebook á, là những cái bài nào á, mà Hùng có thì nó hay trôi lắm, cho nên là không có đông, không có coi nhiều. Nhưng mà trên YouTube á, thì nó rất là order. Trên YouTube thì Hùng có là livestream và clip. Thì nếu mà cả nhà nào mà muốn coi nhiều clip hơn, hoặc là muốn không có gì làm thì cứ lên đó để mà coi clip ủng hộ Hùng. Ngáp quần hào ra nước kìa, xỉn rồi chứ còn gì nữa. Cho nên bà con nào mà có ghé vô trong phần YouTube thì cứ chỉ cần gõ tên Hùng Lễ Hùng YouTube thì vô đó subscribe cho Hùng luôn nhá. Thì khi mà cả nhà mà subscribe đó thì những khi nào mà Hùng có những cái clip mới hoặc là những cái bài mới đó thì nó sẽ báo cho cái Facebook của cả nhà để cả nhà có thể theo dõi.
chưa gì là Tina nói sẽ coi rồi nè. Đi tới anh Hùng làm nail vui ghê. Ủa chi đổ cái ghế tiệm nail của Hùng rồi hả? Có bạn nào thấy Hùng ngồi chẳng hãng trả chân chưa? Trời Thái duyên dáng hám hỉnh vui, trỏ tiếng kiều vanilla. Oh my god, anh Thái có 3D thì không. Helena hỏi là anh Thái có 3D thì không? Hả? Thế đâu phải là diễn không đâu. Đã nói là nó từ trong máu mà. Nhưng mà nó có like không? Không có like. Cái này là Thái nói cho anh Hùng nói nha. Là bởi vì Thái cũng rất là cởi mở và Thái rất là nhiệt tình đeo nghề 3D. Cho nên đam mê. Thái rất là đam mê. Thì Thái trả lời rồi đó. No, em này tới kiếm anh Hùng làm nail. Thật ra là Thái không có tới Hùng làm nail, mà thật sự là cái công việc bình thường của Thái đó là không phải chỉ có làm nail không, run tiệm nail không, mà thật sự Thái là educator. Educator có nghĩa là những người chuyên đại diện cho những cái công ty sản xuất sản phẩm làm nail để mà bay khắp nơi chia sẻ những cái chiêu thức sử dụng sản phẩm. Thì Thái là cái người đó. Thì Thái làm nghề này là bao lâu rồi Thái hả? Rất là lâu. Thì Thái bay rất là nhiều tiểu bang và Thái cũng có duyên làm việc rất là nhiều thương hiệu lớn. Thì chẳng qua là Thái không có mở lớp đi dạy nail thôi. Mà Thái, tại vì Thái đi chia sẻ là miễn phí. Bởi vì Thái đi chung với là thương hiệu, chứ không phải là đi solo để mà chia sẻ cái tay nghề. Thì Thái là người educator. Thì khi mà cái tình cờ mà Hùng với lại Thái gặp nhau đó, là vào khoảng thời gian mấy năm về trước hả? 4 năm hả? 5 năm. Quên rồi, chắc cũng lâu lắm rồi. Thì lúc đó là Thái đang làm cho cái thương hiệu Way Gel. Thì Hùng không có quen biết Thái và chưa gặp Thái qua bao giờ. Thì bên thương hiệu Way Gel có contact Hùng và có đề nghị là làm quảng cáo. Thì khi mà họ yêu cầu làm quảng cáo thì họ có nói là họ có vài anh chị em làm trong cái nghề educator, thì họ muốn làm video chung với Hùng. Thì Hùng nói ok, Hùng nhận lời. Thì lúc đó là Thái mới lòi ra, lúc đó là Thái bay từ Texas. Đúng rồi, lúc đó là Thái ở Texas. Thái phải bay lên Chicago là bởi vì Hùng không biết là tính khí của Thái như thế nào, làm việc có rơi không và đóng video như thế nào. Thì Thái phải bay lên. Rồi Hùng cũng liều mạng cho Thái ở nhà. Tối đầy nhà luôn. Cho cũng bay là cũng đàng hoàng tử tới, chứ lỡ bay Thái mà kìa là kẻ cướp của giết người hay trời là trời ơi, lúc đó không biết sao luôn. Hùng cũng lì ghê. Biết sao đại diện thương hiệu đi cướp của giết người. Ta sang chảnh dừng nghề. Ai biết được. Chào Hùng cho Thái ngủ chung nhà tại cho nó gọn á. Chứ dĩ nhiên ra khách sạn thì không thành vấn đề. Nhưng mà muốn ở nhà chung để mà mình tán dóc, mình quen biết nhau, rồi mình bàn về kịch bản và nói chuyện, miễn là làm việc. Thì khi bà tới ở chung đó, bàn công việc thì không. Bà xỉn lo luôn. Xàm, nhậu và xỉn, rồi còn ói. Đây, rồi em nhớ nó đè cái ghế ngoài kia. Thì bỏ vậy rồi ai hốt? Không biết, em không biết luôn. Trời ơi, mày vô tình ghê. Anh mày hốt nè. Bây giờ mấy năm rồi mày có hỏi tới. Nếu không thì hỏi tới quan tâm luôn á. Nhà nó ói tới chỉ biết ói thôi. Rồi sau đó thì bắt đầu mới lên ý tưởng làm video. Rồi lúc đó là anh nói em mà thôi đóng BD được không? Em còn e ngại không? Em chịu đóng BD đâu. Thái nói Thái không có chịu đóng BD. Bởi vì Thái sợ diễn nó không có đạt. Rồi sau đó Hùng cứ suối. Nói cho OBD thiệt đâu cần diễn đâu, nó đã trong máu em rồi mà em diễn gì nữa. rồi từ đó Thái mạnh dạn, Thái chịu nhận cái vai của con Lan. Rồi đó là chưa kể là mình có đóng cái video của ghế massage hiệu May Tha. Lúc đó là Thái là giống như là thợ đeo thợ nail là siêu sang đó. Thợ nail mà mặc một cái áo lông rất là lớn, rồi ngồi trên ghế massage và bắt chủ đẩy để mà đi làm, rồi đẩy đi ăn trưa đẩy bằng ghế massage thôi. Thì cái clip đó rất là vui, nhiều người coi lắm đó em.
rất là nhiều người coi, và trụ sở New Star, công ty New Star cũng dùng cái video đó là cứ chiếu thường trực cho các trụ sở của họ bán sản phẩm. Thì cái đó cũng là một cái rất là may và một cái sung sướng. Đó cũng là một cái rất là nhiều động lực cho Hùng làm thêm nhiều cái clip hơn nữa. Là bởi vì thật sự là bây giờ mình muốn lên một cái câu chuyện gì hoặc là một cái kịch bản gì nó cũng tốn rất là nhiều thời gian. Tại vì mình chỉ sợ là mình làm mà không có người hưởng ứng, không có ai thích. Nhiều lúc mình nói chuyện vô duyên quá, hay là cái đề tài nó không có được modern quá. Mà đặc biệt nhất là Hùng với Thái thì lại không thích đi đu trend. Có nghĩa là những cái gì mà nó thời thượng thì mình chà đạp thêm, mình nói xấu ra hay cái gì đó. Thì tụi này làm cái đó không có duyên. Có nghĩa là mình không có chuyên về vấn đề thời sự. Không phải thời sự, mình nói xấu người ta. Mình không có muốn làm cái việc tôi nói xấu người ta, thì sợ người ta chửi. Cho nên là vẫn phải lên sạch sẽ kịch bản. Và cái đó nó cũng rất là khó để cho tụi này làm nhiều clip hơn. Nhưng khi mà làm mà mình tung lên trên Facebook đó thì có nhiều người coi, mà người ta chỉ cần comment hoặc là người ta share, đặc biệt như là những người mà đã share bài chú Hùng đó, tự nhiên cái người mà nó bị lăng lên đó, mình I feel so good, đúng không? Và đặc biệt nhất là khi mà mình đi đâu mà người ta nhận dạng ra những cái công việc mình làm đó, mình rất là sung sướng. Ví dụ như là có một cái clip là Hùng mà đóng cái vai mà làm nail con ma, đúng rồi. Thì cái clip đó cũng được hơn 10 triệu người coi. Thì khi mà Hùng đi đâu thì người ta cũng hay nhảy cái tên trước mặt Hùng đó. Người ta ghẹo, người ta nhận dạng ra Hùng là cái là người đóng trong cái clip đó. Thì cái đó mới là cái sung sướng nhất của Hùng. Là bởi vì mình cảm thấy giống như là những cái gì mà mình làm đó, người ta đón nhận, người ta chấp nhận, người ta thích. Cho nên là mình hạnh phúc nhất là ở cái điểm đó. Chứ không phải là mình hạnh phúc là vì là mình được địa nổi tiếng, hay là công ty trả nhiều tiền, hay là quảng cáo nó chạy tốt. Thì dĩ nhiên là làm cái việc gì thì mình nó cũng phải có sự trao đổi thôi. Thí dụ như là bên nhà sản xuất thì người ta cũng muốn được quảng cáo nó rầm rộ, và người ta cũng hy vọng là bán được nhiều hàng để người ta có tiền, người ta mới có thể làm sản phẩm. Còn bên Hùng thì Hùng làm clip thì Hùng cũng rất là muốn được nhiều người coi, để cho mình được có nhiều dấu ấn hơn với những cái công ty mà họ đã đặt cái niềm tin cho Hùng. Cho nên Hùng cũng rất là cực kỳ thích làm cái việc đó. Em lúc nào cũng là fan cưng của đại ca. Nhớ nha, hú đó, đừng có bỏ rơi tôi nha. Hai anh em đi đóng comedy đi. Đi đóng nhưng mà giờ ai coi? Cũng muốn đóng lắm luôn á, chớ nhưng mà ai coi? Ai coi? Dạ, đó mấy người neo rồi. Thì bỏ gì thì mình chỉ biết làm được những cái việc này thôi, chứ sân khấu nào mà chứa mình. Mình tự làm bầu show. Trời ơi, bắt đầu rồi đó nha, lên báo anh Hùng rồi đó nha. Thôi, trời ơi, làm cái đó tốn tiền tốn bạc mà rất là khó nha. Chị Đỗ hứa là sẽ coi nè. Bởi cho nên là mình thấy là hy vọng là cái clip tới này Hùng với Thái sẽ có được nhiều người coi, nó sẽ ấn tượng khi con Lan nó trở lại, con Lan từ trên trời nó rơi xuống. Mà cũng mất cười hết, tự nhiên mình nghĩ tới là tên Lăng, rồi sau đó chuyển qua Lan. Mà Lan không phải là Lan Dạ Điệp, mà Lan này là Lan Thang. vài ngày tới thì Hùng sẽ bỏ cái trailer lên coi thử để mà nhá hàng cho mọi người. Và hy vọng là tuần tới thì mình sẽ tung được cái clip này lên. Hy vọng là mình chỉ có ước muốn là mê chết luôn mỗi lần lên coi, cười bể bụng luôn. Trời ơi, tiếng kêu Phụng Huỳnh rất là nhiều. Vậy nhờ Phụng Huỳnh share những cái video nhá. Bởi vì để cho cái video nó đi càng xa hơn là càng tốt. Thôi thì bây giờ là anh em chúng tôi lên đây chẳng qua là khúc ý là muốn chào hỏi cả nhà và nói happy birthday nước Mỹ thôi. I love nước Mỹ so much. Thái Mỹ bao lâu rồi? 16 năm. Wow. 17. Còn anh ở nước Mỹ thì là 31 năm. Và là Thái làm nail bao lâu rồi? 15 năm. 15 năm làm nail. Còn anh làm nail thì 95, 96, gần 30 năm làm nail. 28 năm. Thì phải công nhận là các nghề nail này làm cho mình cũng sung túc hơn, mình giàu hơn. Giàu không ta? Giàu sống giàu.
Thì nói chung nếu mà mình không có nghề nail thì mình cũng không biết mình làm gì nữa. Chứ hồi xưa lúc mà mới qua Mỹ mình cũng có đi học, mà học rất là dốt. Học tại vì mình qua Mỹ rồi tự nhiên cái học lại tiếng Anh A B C D á, mình bị gọi là gì ta, bị tụt mút á. Bị tụt mút, mình giống như hụt hẳn á. Rồi mình học rất là dở luôn, mình đâu có muốn cố gắng đâu. Tại vì học toàn học ESL thôi chứ đâu có học mà học có kiểu như là chuyên môn chuyên nghiệp gì đâu. Hồi xưa á là có thời gian hồi xưa là anh ở New Jersey. Vào năm 92 cho đến năm 97 thì cái thời đó anh đi học là anh hay chuyên môn bắt cái xe lửa mà từ New Jersey nó chui qua cái biển nó tới New York City đó. Nhiều lúc cúp cua học có đi bộ tới cầu Brooklyn á. Cái ngồi ở giữa cầu Brooklyn ngó về Manhattan, thấy mấy cái nhà chọc trời, nhất là thấy được hai cái Twin Tower là cái tháp đôi của New York á. Một nhà là 110 tầng, hai cái nhà kế nhau. Thì mình dòm trong một cái khu mà cao ốc gì mà lúc nào mình cũng hay mơ. Mình cứ mơ là một ngày nào đó mình lớn lên mình muốn mà mặc đồ vest làm việc trong khu thị trường chứng khoán của New York. Là bởi vì Wall Street là nó ngay nằm ngay chỗ đó luôn. Mà mình cứ đi tới đi lui toàn thấy ai cũng mặc đồ vest, rồi mặc mấy cái áo mà body suit á. Dài đó. Mặc mấy cái áo đó. Thì ai cũng kiểu như mặc đồ rất là sang, rồi có tiền, rồi ai mình coi truyền hình thì mình thấy cái gì cũng mua toàn là Wall Street không. Cho nên mình cũng bị ảnh hưởng, mình ước mơ là mình sẽ được làm trong mấy cái chỗ đó, là mấy cái trade center đó, để mà mình làm việc về thị trường, cứ mơ hồ. Nhưng mà đi học thì dở òm. Rồi sau đó mình có cái chị kia, chị rủ đi làm nail. Lúc đó mình còn đi học, xong cái chị nói thôi ra làm part time đi, không biết làm thì tôi vô ngồi chơi học nghề thôi, chỉ cho hình như là 50 đồng ngày, 250 một tuần. Mà mình đi học nghề mà nó ủa gì kỳ trời, Việt Nam mình đi học nghề là mình trả mấy cái vàng, còn ở bên đây mình đi học nghề mà người ta cho tiền mình nữa. Khoái rồi vô học rồi thấy làm sao dễ quá. Lúc đó làm airbrush. Lúc đó anh làm thợ airbrush, anh chỉ xịt airbrush thôi. Em nhớ cái airbrush mà cái thời mà Sơn hồng hồng lên thật là xịt. Không, cái thời mà huy hoàng của airbrush là cái cây dừa với lại hai cái tiệm không? Cái cây dừa là, lúc đó không biết em có biết em không? Em qua Mỹ nó còn mà. À không biết lúc đó là em còn nhớ không, mà cái cây dừa tròn cái tàn, cây dừa với hai con chim nó cứ bay lạng lạng đó là cái thời đó là cái thời huy hoàng của airbrush. Rồi làm một hồi thì mình cảm thấy cái nghề nail này đúng là đáng lý ra là mình phải mang ơn cái nghề nail rất là nhiều luôn á. Nó giúp đỡ cho mình tiết kiệm nhiều thời gian đi học, tiết kiệm được tiền đi học. Rồi đã gì làm cái nghề nó cũng dễ, lúc nào cũng có khách. Làm việc ở Việt Nam, môi trường Việt Nam rất là cởi mở. Mình không có sợ là phải viết resume đi xin việc làm, phải bị interview 2-3 chặp. Nó không có cần phải coi lý lịch hay gì hết. Vô làm nail là cứ toàn là gọi rồi xách giỏ vô làm thôi. Cái đó nó cũng là một cái mà rất là lạ so với tất cả những cái nghề khác mà mình kiếm tiền trên nước Mỹ. Thì mình thấy cái nghề nail nó là một cái nghề mà mình phải cần mang ơn. Nhắc tới bây giờ là đúng là mình phải cần mang ơn luôn á. Nha. Yeah. Thiệt hết chứ. Đúng. Chứ giờ nếu mà em không làm nail giờ em làm cái gì rồi? Ai biết. Nó trôi dạt về đâu rồi? Không biết. Có khi nào vô tiệm LV bán muốn bán LV không? Bán giỏ LV không? Cũng được chứ, em cũng giỏi mà. Trời ơi, bán giỏi nữa. Thì bán giỏi giả Chinatown thì nó vậy. Cũng có thể bán giỏi giả Chinatown vậy. Ôi da, Tina nói là those days, yeah, sợi dây chuyền hôm nay chắc lên giá thôi nè. Ôi thiệt hả? Thị trường chứng khoán mới lên. Bởi vì chắc chắn là vàng nó cũng lên, bởi vì tương ớt hiểu con gà mà nó cũng lên đúng không? Chi cầm dây chuyền vàng kề như thế này mà nó không lên. Oh my god, Tina cũng làm 28 năm luôn rồi đó. Wow. Yeah, we must thank the nail industry. So that's the reason why, you know, once a year, every summer, there's a nail convention center in Las Vegas. The try to come. I think that is where we can, you know, learn and show out the aspiration. And of course, you know, we try to learn all the new technique. Mà còn có một cái specialty hơn nữa là mình gặp biết bao nhiêu người làm nail để mà mình tán dóc. You know, we just chit chat, we just see how all the nail people out there doing. Nhiều lúc mình gặp nhau, ví dụ như Hùng đang ở Illinois, gặp nhiều người làm nail ở New Mexico, hoặc là gặp ở bên Pennsylvania, thì sometimes we just talk about the nails only. You know, oh, how's your salon?
How's look like down there? What kind of client you have? Thì mấy cái đó là những cái mà nó làm cho mình cảm thấy nó gần gũi hơn. Chứ bây giờ nhiều lúc mình đâu có, mình đi lẩn quẩn ở trong xóm của mình gặp có bao nhiêu người đó, mình cũng hỏi chuyện như vậy. Mình đâu có muốn biết gì những cái tiệm nail mà nằm gần mình đâu. Because we know. We know how who they are, we know how exactly what they're doing, so it's nothing new. Nhiều lúc mình cũng phải cần đi ra ngoài để mình có thể thấy được là cái mô hình tiệm nail nó khác. Thí dụ như bây giờ không hiểu lý do tại sao mà từ Texas bắt đầu họ nhảy ra những cái mô hình làm nail mà kiểu như là 5-70 ghế spa, họ không có target những tiệm nail nhỏ nữa. Dĩ nhiên là họ phải cần tiền, mình có tiền mới làm được điều đó, nhưng mà người ta góp gió thành bão, người ta cũng có thể là kêu gọi nhiều investor vô hoặc là có nhiều partnership để mình làm một cái tiệm lớn như vậy. Thì khi mà đi launch một cái tiệm nail lớn như vậy thì cái quality của nó rất là khác, cái luồng khách nó cũng khác nữa. Tại vì bây giờ thì mình cũng biết là cái gì nó cũng expectation, mình đi đâu mình cũng có sự đòi hỏi, là bởi hồi xưa mình không để ý, mình không biết thì thôi, nhưng mà bây giờ mình cũng cái gì mình cũng phải đòi hỏi cái chất lượng. Ví dụ như Việt Nam mình ăn tô phở mình cũng yêu cầu là chất lượng nó phải tốt, phục vụ nó phải tốt, đúng không? Mình đi cả mặt quấy tai thì mình cũng muốn có sexy girl, hot girl, những người làm cho thiệt là chất lượng thì mình mới chịu tới đó làm. Thì sometimes không phải là vấn đề ai cũng như nhau, nhưng mà to me, I saw that sometimes cũng có rất là nhiều người, người ta không có khe cái giá cả trên lịch là 20-30 đô là mấy. Đừng nói chi là nhiều lúc 5-70 đô người ta cũng không khe, người ta không có khe cái vấn đề trên lịch, ở bên kia rẻ hơn 20 đô, bên đây mắc hơn 20 đô. Sometimes it doesn't matter. Cái matter là they happy what they pay for. Thì cái quality của cái nail industry they getting changed now. So nếu mà mình không có catch it up được cái trendy đó thì sometimes you just feel like you lose, you behind. Cũng giống như là hồi xưa mấy chục năm về trước cái ngành mà deep powder they never exist, đâu có đâu. Rồi when they coming out, you don't do it, you late. Bây giờ honestly you have to. Nó sự ép buộc luôn rồi. Hoặc là giống như là liner trong spa chair. Back in the day nobody using liner. They don't cares about liner. They say they use a brush and clean up, that's good enough, you know. But bây giờ không xài cũng không được, tại vì cái market they require, cái dòng khách họ yêu cầu, mình không làm cũng không được. Thì sometimes mình muốn survive trong cái industry này, mà đặc biệt nhất là mình đã làm 10 năm, như tháng 15 năm hoặc là 20 năm như Hùng rồi á, thì you know everyday we learn a lot of new things and we know about the nails and we really love the industry, we know how much money we make, so we don't want to give up. So if you don't want to give up, then do something with it. So change the way you think, change the way that you know the way that you do in your salon. Mình miễn là làm sao mình change cho nó better thôi. Ô trời ơi, Chi Đỗ đang nói ở New Mexico hả? Yeah, nói tình cờ, nói thật ra là đang đúng luôn hả? Yeah, so yeah, the atmosphere, the quality, the customer want, and they really want more. Thì dĩ nhiên là bây giờ như mình đi, mình thấy bây giờ mình đi mua quần áo cũng vậy nữa, right? Không phải là mình chảnh chẹ, nhưng mà when you stay longer in US and you know things, you ask the quality more. Chạy xe mình cũng muốn chạy một chiếc xe nó phải có quality, nó phải có chất lượng. Mình đi shopping mình cũng muốn yêu cầu là designer brand name, you talk about designer, you want something like art piece on you. Make a designer is not just a bag, or it's not just only for a shoe, but that's just like a piece of art that you carry on. Một cái giỏ sách nó là một cái món nghệ thuật, chứ không phải là một cái giỏ sách hàng hiệu, nó là cái logo nữa. Thì mình require nó rất là nhiều thứ. Da nó cũng phải make sure nó là da đó là cái da gì, cái cách làm, cách may và cái tên tuổi công ty như thế nào, hoặc là những cái đồ xi trên cái cổng dây để mình đeo cái wire như thế nào đó, thì mình cũng yêu cầu rất là cao, right? So the same thing in the industry, especially chọn mình là người Việt Nam, mình là refugee, mình mới qua đây, mình ở nước nhờ của người ta thôi mà mình còn có yêu cầu như vậy. Huống hồ chi là những người Mỹ, người ta để ở đây thì cái yêu cầu của họ đến thế nào? Chẳng qua tại vì cái nước Mỹ nó quá lớn, cái tầng lớp xã hội của nước Mỹ nó khá là rộng, cho nên mình không có thể nào mà reach out and see, mình không thể nói được tất cả mọi người như nhau. Thì có người người ta vẫn muốn thích đi chợ dollar store, but somehow you know nhiều người ta thích new markets and sex very nhiều, you know we cannot speak for everybody. But trong cái vấn đề làm nail cũng vậy, mình không phải nói là làm nail giá rẻ đó là một cái việc không nên làm. It's up to you, that's your call, you do whatever you want. Nhưng mà mình nói là cái thị trường của nail industry bây giờ, đặc biệt nhất là Texas, là they make it a big first call for the whole nation.
là tiệm nail nó at least là mấy ngàn square feet. They target là phải mấy chục ghế spa và cái cách họ xây tiệm nó phải thật là lung linh. Thì cái đó là cái cách mà nail now. Mà nếu mà mình không có hiểu được cái cách xây cái tiệm kiểu như vậy hoặc là cái cách làm việc kiểu như vậy thì mình sẽ bị thiệt thòi. That's all I'm saying. Thì từ từ thì có nhiều cái là bên Texas bây giờ they come into Chicago, my neighbor now. So Chicago, back in the day, nail salon like 5,000, 10,000 cũng có cái tiệm nail. But now they don't talk about that no more. Mấy cái tiệm nail là 50,000 là không ai mà muốn làm nữa hết trơn á. They talk about là mấy trăm ngàn một cái tiệm nail. Thì người ta vô cái tiệm người ta phải muốn là yêu cầu là gạch marble rồi cũng phải có ghế spa thì là tối tân. Và cái question để mà mình muốn mình phải cần để ý trong industry là what the hell that they doing. Mình chỉ nghĩ là ồ mở cái tiệm nail thì tới mấy trăm ngàn bộ khùng hả, sao xài nhiều tiền với cái nhiều tiệm nail xài tới cả triệu đô. Such a waste, right? Nhưng mà thật sự là những người có tiền đâu có ai ngu đâu. Right? To me, I don't think they ngu. Because how do they ngu that they got $1 million in their hand in the first place, right? So mấy cái người có tiền người ta phải khôn người ta mới có tiền, right? Trời sỉnh quá rồi, bây giờ bắt lên gym luôn, my god. Bây giờ tôi cũng hơi sỉnh rồi, tôi nói nhiều quá nên là bắt đầu I'm talking to something serious now. Hết nói chuyện là rỡn được luôn. Yeah, thì cái nhiều người ta giàu người ta đâu có ngu đâu, thì người ta phải mở ra mấy cái kiểu như vậy. Mà the question is là tại sao tiệm của người ta kiếm được rất là nhiều thợ mà tiệm mình không kiếm ra thợ được? What wrong with me? What wrong with us? Rồi cái tiệm của người ta, how do they handle with that big of crowd? Mấy chục thợ rồi mấy chục khách, how do they manage that? Mình cái tiệm mình có 3-4 thợ, khách vô là mình đã hầy hụt rồi. Điện thoại reng, rồi mình phải đi thu tiền, rồi mình còn phải đi nói chuyện giúp cho mấy bà thợ, mấy cô chú thợ nail, rồi mình còn phải làm đủ các kiểu. Thì mình đã burn hết tất cả những cái energy rồi, trong cái đó tiệm của ông ta tới 5-60 thợ. How do they do that? Right? So what's the secret? The secret is chỉ có những người nằm trong chăn mới biết là chăn có rộng hay không. Thì cái câu nói là câu nói negative, right? Câu nói quá. Nhìn mặt Thái giống em nail ngày nail ngày ế đúng luôn á. Yeah, from Dallas, Tina from Texas. Yeah, so it is Texas, you live in Texas, so you know on your salon's kind of really big, right? Thì mình cũng phải học luôn cái cách manage. Mình không phải chỉ có làm nghề nail không, làm chỉ có biết là làm một người khách. Mình làm nail thì mình chỉ có deal với một người khách thôi. Còn mình muốn mở một cái tiệm nail mà có 50 thợ thì mình phải deal tới 100 con người. Bởi vì 50 thợ nail và 50 người khách add on là 100 con người. So bây giờ mình làm sao mình có thể học được cái bí quyết từ một cái tiệm nail 3-4 thợ, manage 3-4 thợ 1,000 square feet mà bây giờ mình jump up into 5,000 square feet. It's a big gap. So you have to make sure là mình phải có đủ knowledge, mình phải có bí quyết để mình có thể run được. Chứ nếu mà không có quyết, không có người nào có thể mà manage được 100 con người cùng một lúc mà nó đì mình thôi là mình cũng đì chích đứng rồi. Đừng có nói chi là mình trong tiệm nail mình thường xuyên là mình đi tới đi lui. Ồ anh Hùng ơi lấy cái màu này dùm cho em anh Hùng ơi. Right. Thì cứ sai. Việt Nam mình có hay nhờ, dùng cái chữ nhờ nhưng mà nhờ riết thành có thói quen thành sai luôn. Right. Anh Hùng ơi đi rước bồn đi. Thái ơi bắt con khách đi vô đây. Thái ơi lên lấy tiền dùm cho chị các kiểu. Right. Thì nhiều lúc mình Việt Nam mình hay nhờ ok, mình quen biết nhau, mình làm chung tiệm, mình giúp đỡ, nói gì. Nhưng mà lúc bình thường làm sao tới lúc bận, có chuyện. Thì dĩ nhiên tại vì ai cũng phải lo cái việc của người đó thôi, làm sao mà có thể nhờ qua nhờ lại được. Thì khi mà khách mà lỡ mà khách vô cùng một lúc một đống người đi, mình không có manage được tại vì we don't know what to do. We so used to the old style là chủ phải spoil thợ, right? Nhưng mà bây giờ thợ thì it's always the same, là thợ nào cũng muốn được cưng hết á. Nhưng mà thật sự là chủ rất là thích cưng thợ. Mình thấy là người Việt Nam mình á là cũng rất là tốt tánh, những người chủ người ta cũng rất là quý thợ, rất là cưng thợ. But the problem is nhiều lúc họ cũng mệt nữa, sai họ hoài họ cũng mệt, right? Hoặc là sometimes mà khi mà cái salon nó ra nhiều thợ quá, they don't have enough energy to spoil you anymore. So if they don't have the energy to spoil you, they cut the crap out of you and you just got an ugly face and you blame it on them. And that's so wrong, right? Thì cái industry nó là như vậy. I'm not a complainer. I don't talk about the ugliness of the industry. You know, I really love doing nails.
But I'm just saying, mình khuyến khích tất cả mọi người làm nail nên upgrade lên hoặc là update and upgrade both way. You update, you upgrade everything that you do. Thợ cũng phải cần trao chuốt hơn, chủ cũng phải cần trao chuốt hơn. And you know what? Nails conventions once a year, that's the biggest one in the US. Just come out to Vegas and enjoy the show, watching what everybody doing. Đi nhiều chuyện coi thứ người ta làm nail như thế nào. And you know, that's how we do. And we love to do that. Nhưng mà but anyway, bây giờ bắt đầu nói nhiều rồi đó. What the hell wrong with me, man? Bây giờ bắt đầu hơi nói nhiều đó. But anyway, bà con nào á mà tuần tới có đi Las Vegas đó thì call me up. Who know, I'm gonna bump you somewhere. Mình đi uống cà phê, mình đi chụp hình, đi giao lưu, đi nhiều chuyện, đi coi show văn nghệ. Đặc biệt nhất là cái show Flame tại tại sòng bài Venetian. Thì tụi này sẽ đi coi cái Flame đó. Bởi vì rất là thích ngồi trong cái theater mà la làng. Bởi vì vô nightclub thì mình không có la được. La mà ghê. Ai cũng la. Ai cũng la chứ. Cho nên là mình không có tới đó. Nhưng mà I will be in Flame. Show Flame. Có Bảo Anh, Cao Thái Sơn và có Nguyễn Thắng. Thôi thì bây giờ thì again, happy birthday America, the country that have a lot of opportunity. It is very true that dreams come true if you know how to create your correct dream. And if you know how to chase your dream, just be who you are, whatever you do. Yeah, you do nails, then dream about nails and you will make it. Good night, America. Sorry, today I'm talking so much. Bye night. Rồi ra dấu tiếp. Rồi đi. Đi dấu tiếp.